Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự Khánh Hòa tối thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa tăng cường cả các cách hành chính trong lĩnh vực đất đai. Chương trình tín dụng học sinh sinh viên nhiều rào cản trong tiếp cận vốn vay còn được tháo gỡ. Hơn 500.000 lượt khách đến Khánh Hòa dịp lễ 2 tháng 9 doanh thu du lịch đạt hơn 662 tỷ đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định bài bỏ quyết định số 56 ngày 8 tháng 7 năm 2009 về huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các nhà đầu tư vào khu du lịch Bắc Bắc Đảo Cam Tranh. Theo quyết định, ủy ban nhân dân tỉnh giao sở tài chính phối hợp với cục thuế tỉnh sở tài nguyên và môi trường và các cơ quan liên quan căn cứ dự toán chi trả nợ được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định hàng năm để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định hoàn trả tiền ứng trước tiền thuê đất cho các nhà đầu tư tại khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh trong giai đoạn năm 2023-2025. Theo quyết định số 56, nhà đầu tư phải có văn bản tự nguyện ứng trước tiền thuê đất và cam kết không tính lãi suất, không tính bù trượt giá trong suốt thời gian ứng trước tiền thuê đất đã nộp vào ngân sách tỉnh cho đến khi trừ hết số tiền ứng trước, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án tại khu du lịch bắc bán đảo cam ranh nếu vi phạm các nội dung đã cam kết thì sẽ chịu nộp phạt và bị mất số tiền ứng trước tiền thuê đất đã nộp vào ngân sách của tỉnh số tiền ứng trước tiền thuê đất của nhà đầu tư đã nộp vào ngân sách tỉnh sẽ được trừ dần và tiền thuê đất khi dự án đến hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật nguồn thu ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư tại khu du lịch bắc bán đảo cam ranh được nộp vào tài khoản thu ngân sách tỉnh khánh hòa để chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch bắc bán đảo cam ranh Hiện nay cả nước chỉ có hơn 100 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được cấp phép xây dựng. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021-2030 vào khoảng 2,4 triệu căn. Trên thực tế, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắt cần tháo gỡ. Vướng mắt lớn nhất trong phát triển nhà ở xã hội là vấn đề pháp lý. Ngoài thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài thời gian dự án đầu tư nhà ở xã hội, thì việc chủ đầu tư không được quyết định về giá khiến cho doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này. Ngoài ra, quỹ đất và vốn cũng là vướng mắt lớn để phát triển nhà ở xã hội. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đốc thúc các địa phương đẩy nhanh việc triển khai gói tín dụng 1.200 tỷ đồng cho nhà ở xã hội để triển khai nhanh chóng đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn năm 2021-2030. Bộ xây dựng đề nghị các bộ ngành tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện ban hành luật nhà ở sửa đổi đồng bộ với các luật liên quan. Theo chuyên gia, vấn đề cần nhanh chóng được giải quyết là ra soát cắt giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết, tập trung hoàn thành các dự án hiện đã có quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang thi công xây dựng, tiếp tục triển khai các dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong việc phát triển nhà ở xã hội bổ sung quy định cho phép các địa phương sử dụng một phần tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung cho các dự án nhà ở xã hội. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nỗ lực hoàn thiện và triển khai các quy hoạch, tỉnh Cánh Hòa đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, trong đó có cải cách thủ tục hành chính. Riêng đất đai là một trong những lĩnh vực trọng tâm có ảnh hưởng lớn đến kết quả cải cách hành chính, cải thiện chỉ số BCI của tỉnh tại đợt kiểm tra mới đây của đoàn công tác của tỉnh do sở nội vụ chủ trì tăng cường giải quyết thủ tục hành chính kiện toàn tổ chức bộ máy hiện đại hóa hành chính là những vấn đề trọng tâm cần được sở tài nguyên và môi trường tập trung cải thiện một trong những điểm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cải thiện rõ rệt là giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn và tăng số tiền thanh toán trực tuyến. Cụ thể, 8 tháng năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết gần 92.000 hồ sơ, trong đó giải quyết trước và đúng hạn gần 91.500 hồ sơ, tỷ lệ trễ hạn giảm còn 0,73%. Tiếp nhận giải quyết hơn 45.100 hồ sơ trực tuyến, trong đó có gần 23.000 hồ sơ được thanh toán trực tuyến, với tổng số tiền hơn 1,55 tỷ đồng. Đoàn kiểm tra góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường cần ra soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng trách nhiệm của bộ phận một cửa, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính về cải thiện môi trường kinh doanh và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông như các đồng chí trong đoàn đã góp ý quy trình chưa hợp lý thì đề xuất điều chỉnh quy trình tái cấu trúc lại quy trình nếu nó đã ổn rồi thì bám sát từ khâu vào cho tới khi khâu ra thì cố gắng bộ phận một cửa phải kiểm soát toàn bộ quy trình và có cái theo dõi đồng đốc tham mưu nhắc nhở còn các phòng chuyên môn báo cáo chí là họ chỉ quản lý được cái khâu và đang phân quyền để theo dõi kiểm soát chịu trách nhiệm đúng cái khâu của họ mà thôi số hóa tuyệt đối 100% số hóa và bản kết quả và là bản điện tử cấp kết quả điện tử đúng quy định không có 99, 98, 100% số Tháng 3 năm 2023 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố thực hiện thí điểm liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. Tài nguyên môi trường là lĩnh vực có tác động đến mọi mặt kinh tế xã hội. Vì vậy, quản lý nhà nước trong lĩnh vực này rất phức tạp. Theo thống kê từ Sở Nội vụ, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có khoảng 353.000 hồ sơ phát sinh, trong đó lượng hồ sơ của ngành tài nguyên môi trường là trên 98.000, chiếm tỷ lệ khoảng 28%. Vì vậy, việc giải quyết số hồ sơ này có ảnh hưởng lớn đến kết quả chung của toàn tỉnh. Thành viên đoàn kiểm tra đã nêu những điểm cần khắc phục trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Việc dừng tính hồ sơ phải có lý do thuyết phục và bằng chứng pháp lý rõ ràng đồng thời cần quan tâm đến tổ chức bộ máy và cán bộ công chức. Tổ chức bộ máy thì các đồng chí khẩn trương hoàn thiện cái dự thảo quy phạm pháp luật, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của sở. Các đồng chí triển khai từ đâu rồi thì tiếp tục bám sát. thì nhận là sở nội vụ sẽ phối hợp trình luôn. Kế hai rà soát lại chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của các chi cục trực thuộc, kiểm tra xem quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của lãnh đạo cũng như các bộ phận chuyên môn bên trong có rõ ràng chưa kiểm tra xem có kế hoạch công tác hàng năm hay không. Nếu chưa có, thì báo cáo chỉ khi đánh giá kết quả độ <laughs> hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Một đơn vị mà không có kế hoạch công tác năm, có báo cáo được phê duyệt đàng hoàng, thì người đứng đầu không có cơ sở để xếp loại hoàn thành nhiệm vụ từ tốt trở lên. Theo đoàn kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng đề án tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chỉ đạo các phòng ban đơn vị quan tâm tổng hợp, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp và rà soát công khai thông tin phản ánh kiến nghị. Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia, tăng cường kiểm soát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Cùng với học sinh cả nước, ngày mai, hàng trăm ngàn học sinh Khánh Hòa tưng bừng bước vào năm học mới 2023-2024. Trước thềm năm học mới, tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, lực lượng giáo viên đáp ứng nhu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có hơn 530 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông và các trung tâm. Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở đã ra soát tình hình giáo viên để tổ chức thuyên chuyển giáo viên giữa các cơ sở giáo dục giảm thiểu tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ theo bộ môn, theo địa bàn. Đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, trước thêm năm học mới, việc thiếu giáo viên đã được các đơn vị chủ động hợp đồng giáo viên. Phòng giáo dục huyện đã có hướng dẫn các trường học chủ động ký hợp đồng giảng dạy và tập huấn bồi dưỡng để đủ điều kiện dạy học trong năm học 2023-2024. Chuẩn bị bước vào năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo Khánh Hòa đề ra phương hướng và tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tăng cường phân cấp phân quyền trong quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Cùng với đó, ngành giáo dục và đào tạo sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11 tăng cường điều kiện triển khai hiệu quả chương trình như chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành, hướng đến mục tiêu trong năm học 2023-2024 đoàn kết, kỹ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Bắt đầu từ năm học 2023-2024, các khối lớp 4, lớp 8, lớp 11 sẽ lần đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, cả ba khối lớp đều sẽ tăng số tiết học trong tuần, các môn học cũng cần có sự thay đổi. Năm nay là năm thứ tư thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và là năm thứ hai khối trung học phổ thông triển khai thay sách giáo khoa. Với tư tưởng mới, sáng tạo, các bộ sách giáo khoa mới được kỳ vọng sẽ giúp học sinh tích cực học tập, kết nối những kiến thức và kỹ năng được dạy áp dụng vào thực tiễn cuộc sống đồng thời giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy để triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông báo thay đổi chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024. Theo đó, năm học này, học sinh sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục đang theo học. Thời gian tham gia gồm 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Hiện nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng. Do vậy, mức đóng 3 tháng một lần còn 170.100 đồng, mức 6 tháng một lần là 340.200 đồng. Trong khi đó, mức đóng 12 tháng một lần là 680.400 đồng. Bảo hiểm xã hội lưu ý, lương cơ sở tăng thành 1.800.000 đồng, nên mức thanh toán thay đổi. Nếu học sinh sinh viên không xuất trình đầy đủ thủ tục tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thì được thanh toán ngoại trú tối đa 270.000 đồng còn khám chữa bệnh nội trú hưởng tối đa 900.000 đồng. Về thời hạn sử dụng, với học sinh lớp 1, giá trị dùng thẻ từ ngày 1 tháng 10 của năm học đầu tiên, còn thẻ bảo hiểm y tế của nhóm lớp 12 có giá trị đến hết ngày 30 tháng 9 của năm học đó. Thẻ của sinh viên năm nhất có giá trị từ khi nhập học, trừ trường hợp thẻ bảo hiểm y tế lớp 12 còn giá trị. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là sinh viên cả nước bước vào năm học mới xen lẫn niềm vui là nỗi lo của nhiều gia đình, nhất là các gia đình vừa có con em đậu vào các trường đại học cao đẳng. Bởi chi phí cho việc đến giảng đường đại học đang ngày một tăng lên, trong khi đời sống của người dân đang gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19. Để hỗ trợ sinh viên khó khăn có thêm điều kiện theo đuổi ước mơ học tập, từ lâu chính phủ đã ban hành quyết định hỗ trợ vay vốn sinh viên. Nhờ đó, hàng năm rất nhiều sinh viên được tiếp cận nguồn vốn này. Song cho đến nay, nhiều rào cản trong tiếp cận vốn vay vẫn còn được tháo gỡ. Phóng sự sâu thực hiện tại huyện Diên Khánh. Gia đình chị Nguyễn Thị Tính ở thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chồng chị mất khi con gái sắp học hết phổ thông. Dù kinh tế gia đình khó khăn, song ước mơ đến trường chưa bao giờ tắt đối với chị và hai con. Rất may mắn, chị Tính đã tiếp cận được nguồn vốn vay học sinh sinh viên từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Mỗi kỳ được giải ngân 20 triệu đồng Số tiền cũng không thể đủ trang trải cho việc học, nhưng cũng là động lực để các em tiếp bước đến trường. Hộ vay sinh viên xét cho được cháu vay được là được trong vòng 3 năm. Cho nên nhờ các kinh phí đó mẹ cháu nó tiếp tục học. Do là điều kiện kinh tế của con không có được ổn định, nên là con học ở cao đẳng ở Nha Trang. Con quyết tâm sau này để học, học xong để đi làm để trả tiền lại cho bên bên vay của con. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chiên Khánh, hàng năm đơn vị giải ngân vốn vay sinh viên từ 4 đến 5 tỷ đồng, tập trung nhiều ở các xã thuần nông như Diên Đồng, Suối Hiệp, Bình Lộc, v vân. Điều đó cho thấy nhu cầu vay vốn sinh viên rất lớn. Việc giải quyết chính sách vay vốn cho sinh viên không chỉ giúp các em và gia đình giải quyết khó khăn tài chính trước mắt, phục vụ học tập mà còn tạo điều kiện để nâng cao dân trí, trình độ nhân lực cho con em tại địa phương, giảm thiểu tình trạng tín dụng đen ở địa bàn nông thôn. Tính đến nay, thì trên địa bàn toàn xã giải ngân cho 515 triệu đồng cho 16 lượt hộ vay. Thời gian đến thì cũng chuẩn bị bước vào năm học mới, địa phương sẽ tiếp tục niêm yết và thực hiện thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để cho bà con đủ điều kiện tiếp cận được nguồn vốn. Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn cũng như mức sống ngày một tăng, Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 05 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 157 năm 2007 về tín dụng đối với học sinh sinh viên. Theo đó, mức tiền hỗ trợ vay vốn sinh viên tăng lên tối đa là 4 triệu đồng một tháng một sinh viên, tức là 40 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, với rất nhiều quy định vướng mắc liên quan đến ngành nghề, nên kể cả những người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập trung bình vẫn không đủ điều kiện để vay vốn. Đây là một bất cập khi đô thị hóa đang ngày càng mở rộng, trong khi thu nhập đa số còn thấp nhưng lại không vay được vốn cho con học tập. Đối với những cái xã mà có cái mức đô thị hóa như hiện nay thì những cái ngành nghề mà nông nghiệp thì lại là không còn nữa mà những cái nghề ví dụ như là uh, nghề thủ công nghề uh, ví dụ như là dịch vụ mà uh, này buôn bán nhỏ thì lại không có được là đối tượng để xét duyệt cái mức sống trung bình thì những hộ này nếu có con em là theo học ở các trường thì lại là nếu mà khó khăn về tài chính thì là không được tiếp cận cái nguồn vốn của tín dụng chính sách của ngân hàng chính sách uh, thì cái này cũng là một cái um, khó khăn trong cái vấn đề mà uh, giải quyết cái nhu cầu vay vốn học sinh sinh viên. Một năm học mới sắp bắt đầu, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang loay hoay tìm đủ kinh phí để trang trải việc học hành cho con cái. Thực tế cho thấy, ngoài vốn vay và nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, hiện nay nhiều trường đại học cũng triển khai chương trình vay vốn hỗ trợ sinh viên không bỏ học vì gia đình quá khó khăn, thiếu kinh phí học tập. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là công tác bình xét, triển khai các thủ tục cần được đơn giản hơn, tạo mọi thuận lợi để các đối tượng khó khăn được tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, vẫn cần thêm nhiều chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em có cơ hội lập nghiệp, tạo dựng cuộc sống ổn định trong tương lai. Cuối chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngay trong tháng 8 vừa qua, lượng khách quốc tế tới Việt Nam cao nhất từ đầu năm tới giờ, hơn 1,2 triệu lượt, tăng hơn 18% so với tháng trước đó. Các quy định mới về xuất nhập cảnh tạo đà cho phát triển du lịch. Cùng với ứng dụng công nghệ giải quyết thủ tục nhập cảnh, thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho công dân nước ngoài cũng được cải cách. Hiện toàn bộ công dân các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đều có thể đăng ký cấp thị thực nhập cảnh qua mạng. Trong vòng 3 ngày, cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ trả lời có được xét duyệt hay không. Với cách giải quyết như vậy, người nước ngoài khi đến Việt Nam không còn phải mất thời gian chờ đợi nhận thị thực nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu. Thêm vào đó, thời hạn thị thực được nâng lên thành 90 ngày nghĩa là thời gian tăng gấp 3 lần so với quy định trước đây và có thể tùy chọn cho cấp một lần hoặc nhiều lần. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian xét duyệt nhanh chóng, luật xuất nhập cảnh thực sự đang tạo đà cho phát triển du lịch bởi hiện du khách quốc tế có thể chủ động và sớm lên kế hoạch tham quan du lịch trong thời gian nhập cảnh vào Việt Nam. Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, khách đến tham quan nghỉ dưỡng 4 ngày lễ quốc khánh 2 tháng 9 đạt hơn 503.000 lượt, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 662 tỷ đồng. Trong số hơn 503.000 lượt khách du lịch, có gần 153.000 lượt khách lưu trú, khách tham quan, đạt hơn 350.000 lượt. Khách du lịch tập trung tại khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, Dốc Lết và khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo. Công suất phòng đạt trên 90%. Khu vực thành phố Nha Trang, công suất phòng trên 70%, chủ yếu tập trung ở các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao và tầng đường. Dịp lễ này, mỗi ngày có khoảng 35 chuyến bay nội địa và 23 chuyến bay quốc tế đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Tuyến đường sắt bình quân mỗi ngày có khoảng 17 chuyến đưa khách du lịch đến ga Nha Trang. Trong suốt dịp lễ, Sở Du lịch đã tăng cường nhân lực, bố trí người trực điện thoại đường dây nóng 24 trên 24 để tiếp nhận phản ánh của du khách. Qua đường dây nóng, Trung tâm Hỗ trợ Khách Du lịch đã tiếp nhận một vụ việc du khách Nga bị mất gấp đồ và điện thoại trên đường Trần Phú. Trung tâm Hỗ trợ Khách Du lịch đã kịp thời xử lý, hướng dẫn khách đến công an phường Lộc Thọ để trình báo. Sáng nay tại thao trường Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sư đoàn Bộ binh năm tổ chức buổi gặp mặt khen thưởng tặng quà cán bộ, chiến sĩ sư đoàn thực hiện nhiệm vụ tăng cường diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Để xây dựng thao trường phục vụ diễn tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ từ tháng 6. Ngoài ra, quân khu 5 cũng điều động hơn 300 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 143, Sư đoàn Bộ binh 35 tăng cường cho tỉnh. Ngày 15 tháng 8, lực lượng của sư đoàn đã hành quân từ Quảng Nam vào Khánh Hòa, thực hiện các nhiệm vụ phát quan thiết bị thao trường, xây dựng công sự, trận địa. Trong đó đặc biệt chú trọng đến khu vực sa bàn để bảo đảm diễn tập đúng yêu cầu đề ra. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tại thao trường đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Qua kiểm tra, được quân khu và lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao. Hiện tại, các cán bộ chiến sĩ vẫn tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các phân việc còn lại để sẵn sàng bước vào thực hành diễn tập. Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trao tặng quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đối với các đơn vị của Sư đoàn Bộ binh 35, đồng thời công bố quyết định khen thưởng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đối với hai tập thể và chín cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tăng cường diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết ngày 3 tháng 9, ngày nghỉ lễ thứ ba dịp nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 26 người. Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9, toàn quốc đã xảy ra 89 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 67 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2020, tăng 32 vụ, tăng 19 người chết, tăng 21 người bị thương. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc, các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch được đảm bảo ổn định, thông suốt hơn so với hai ngày đầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023. Nguyên nhân là do ngày giữa kỳ nghỉ nên người dân đã giảm nhu cầu di chuyển và đi lại. Thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. <laughs>